Cuộc đời của chúng ta như một người đi trên một lộ trình, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ mình lúc nào cũng là một con đường, nghĩa là bằng phẳng đi tới, mà chúng ta lái ngồi cho nó over speed. Nhiều khi ngồi trên xe nói chuyện, miệng nói mà chân đạp hồi lố cây số mình không hay. Thỉnh thoảng có những cái đèn nó nhắc nhở. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, thỉnh thoảng có những cái gì nó xảy đến như những cái đèn nó nhắc mình hãy nên dừng lại. Ví dụ mình đang cao hứng nói chuyện cao lớn quá, tự nhiên có một người nói chị ở trên lầu có người đang bệnh, ồ nhỏ lại, phải vậy không? Mình đang ào ào, có người tới nhắc mình câu cái mình chậm lại. Như vậy thì những người đó nhắc mình, của chúng ta cũng thế. Mình đang sống bằng bao nhiêu những cái buồn phiền, tức tối, giận tức, khổ đau, và thậm chí mình quên là mình không có ngày mai nhiều đâu, mình chỉ có bây giờ ở đây thôi, mà mình không biết trân quý nhau. Rồi cái tin tức là người kia hồi nãy đi ăn tiệc về với mình, bây giờ trúng gió qua đời, cái tự nhiên cái tin của cái người đó mất, như một cái đồng, như là một cái đèn nó khựng mình lại một giây phút nào đó để mình quán chiếu về lẽ thật của cuộc đời. Cho nên thưa đại chúng, mình tu theo Phật á là mình tu ở mọi nơi mọi chốn, và tất cả trên đường đi những cái bản đó nó giống như là một cái lời pháp. Tại sao chúng ta phải lại sám hối? Đâu phải lại vậy cái hết tội đâu. Nhưng mà nếu không có cái lại này thì chúng ta chưa bao giờ thể hiện một chút nào một cái tâm tư hướng về sự ăn năn hối cải. Vậy thì cái lễ sám hối đó nó không làm cho chúng ta hết tội, nhưng nó có khả năng làm cho chúng ta biết dừng lại và quán lại mình, và một chút nào đó tâm thiện lành nó phát khởi và biết mình có lỗi. Con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy. Tham lam, hờn giận và si mê, nay con bắt đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Có thể là sám hối xong mình làm nữa, nhưng mà ít ra một cái giây phút đó đó, tự nhiên tâm mình nó trùng xuống và nó biết hướng về một cái gì gọi là ăn năn sám hối. Cho nên cái đó gọi là gì? Đó gọi là tác lễ sám hối. Sám hối có bốn cách. Có nhiều vị mới nói thôi sám hối mà không làm lại nữa thì lại Phật để làm gì, sám hối làm chi? Thưa đại chúng, người xưa làm hướng dẫn cho chúng ta, và chúng ta có thể chúng ta thực hiện, nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái ý nghĩa thì chúng ta thấy rằng các vị muốn chúng ta dừng bất cứ lúc nào có thể. Sám hối như là cái bản stop, hay là như cái bản view nó dừng mình lại. Nếu mà không có cái lễ gì hết thì mình có thể phóng suốt ngày suốt đêm mà chưa bao giờ biết dừng. Nhưng mà nhờ có cái lễ sám hối đó, mình vô mình giữ một tiếng đồng hồ, có phải quý vị đang ngưng là một giờ đồng hồ tạo nghiệp không? Cho nên sám hối không hết tội. Nếu mình muốn nói vậy đó, nếu mà mình không sửa lỗi thì làm sao hết được. Nhưng mà ít nhất cái giây phút một giờ đồng hồ đó đã làm cho chúng ta biết dừng lại và khởi cái tâm thiện lành là nhận ra, nhận ra cái gì mình làm sai. Và nếu 10 cái điều mình nhận ra mà mình ứng dụng, mình đem về mình sửa chưa được 10 thì ít nhất mình sửa được 2, 3, 4, 5. Cứ như thế mà chúng ta làm. Như chúng ta qua cái đèn này rồi, có nhiều khi mình ngộ lắm, ráng vượt cái đèn vàng, tưởng sao tới cái đèn trước ngừng. Rồi thì mình vượt cái đèn đỏ dưới này thì nó cho mình cái ticket. Rồi thì trời ơi tức ghê, vượt chi 200 bạc. Có ai bị vậy chưa hà?
trong cuộc sống cứ như thế mà làm hoài. Có nhiều khi một chút xíu chúng muốn vượt cái đó thôi, mà rõ ở trước nó có một cái đèn nữa, tưởng sao lướt cho được cái đèn này, bị ngừng cái đèn kia. Cái này kêu mắt chạy ông mồ mắt ông mã. Tránh cái vỏ dưa gặp cái vỏ dừa. Vân tiên cổng mẹ chạy ra mà đụng phải cột nhà, cổng mẹ chạy vô. Vân tiên cổng mẹ chạy vô đụng phải cái mồ, cổng mẹ chạy ra. Cứ như thế. Rồi chúng ta nhiều khi đi chợ ra cái đường ấy, nhích cái nhà làm nhanh cái đi mau cái đụng. Hoặc là đôi khi không có nhường, ráng lên, nhưng mà rốt cuộc rồi mình muốn cho mau, mình vượt cái đó, nhưng mà rốt cuộc khi mà nó gây tai nạn xe cộ rồi, mất 2-3 tiếng đồng hồ làm giấy tờ chứ đâu phải bình thường. Còn nếu như nhẹ nhẹ là móc cát ra trả, thế cái nào cũng tốn hết á. Tốn tiền, tốn thời gian, tốn chút hồi hộp, chút tức tối, gom chút lại thành nguyên cục. Nhưng mà cái lúc hồi nãy nó chỉ cần một chút dừng lại thôi, cái gì cũng khỏi tốn hết. Mà một chút đó mà vượt qua thì tốn đủ thứ. Tốn chút tiền, chút thời gian, chút tức, chút hồi hộp. Rồi chưa chắc về nhà không dám nói nữa. Nói bị dũa làm sao? Mà nói ra thì ổng dũa hay là ai đó dũa mình. Không nói ôm này luôn. Thầy quý vị thấy chỉ một chút đó thôi. Thầy đó tu là gì? Tu là làm sao chúng ta có khả năng trở về và chúng ta tạo được cái tuệ giác, cái nguồn tuệ ở nơi mình để quán chiếu mọi sự trong cuộc sống. Đạo Phật là vậy. Tu đạo Phật là làm sao chúng ta có đủ cái năng lực định tĩnh để chúng ta soi từng cái việc trong cuộc đời. Soi này không phải là mình xâm sỉ ai, mình soi bói ai. Cha bữa nay đẹp ghê nha. Ngồi gần bên không nghe pháp mà cứ khiều móc nắm tay nắm chân được, làm bộ neo nẻ đâu. Ai vẽ là đẹp vậy. Nhưng mà soi này có nghĩa là chúng ta có khả năng rọi từng cuộc sống. Tức là chúng Pháp Hòa đi xe, Pháp Hòa cũng đèn xanh, đèn đỏ, bảng stop, bảng yêu, cái gì Pháp Hòa cũng có nhìn lại chút xíu để mình tìm ra được cái đời tu nó giống y vậy. Cái cuộc sống mình nó như vậy. Mà nãy giờ Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Nhiều khi mình cứ dằn vượt chút à, mà không biết để làm gì. Không biết để làm cái gì. Người ta đang đứng sắp hàng trả tiền vậy, xẹt vô một cái dục tiền trên bàn. Chị em lấy này nghe 2 đồng nha, khỏi thối nha. Rồi mình chạy ra cái bàn sau bà thấy. Thấy chưa? Mình xen chút chi mà rồi cái tự nhiên người ta quánh giá mình. Chen chút chi nhau giữa chợ đời, trang trong danh lợi hạt sương rơi. Mình ham chút vậy đó, nhưng mà mình vừa đi ra một cái thôi là cái người đứng sắp hàng sao tao quánh liền, tao quánh giá liền và tao nhớ mặt luôn. Lần sau người ta gặp mình là thấy y thị. y thị. Cho nên cái trở về của mình, an trú bây giờ, an trú ở đây vững chãi như núi xanh. Vững chãi là ngồi thẳng, nhưng mà thảnh thơi chứ không có gồng bó. Quý vị đâu có thấy Phật nào ngồi. Nếu mà tu mà thành Phật kiểu này, trời mỏi muốn chết. Vững chãi và thảnh thơi. Ngồi, mình ngồi thở, mình ngồi yên, nhưng mà cái người khác người ta nhìn mình, người ta thấy ở cái sự trong đó nó tỏa ra cái nét thảnh thơi. Cái tiếng chuông của mình nó thỉnh ra, nó làm cho người ta nghe nhẹ đó. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Có một hôm nọ có một anh đó, nhà anh ở sát chùa,
Thì ảnh nói chuyện phone với Pháp Hòa, và nói trời anh hạnh phúc quá, được ở gần chùa, sáng được nghe chuông, tối được nghe chuông. Ôi giời ơi con phiền mà thầy đâu có biết. Chuông gì mà cứ đổ mãi. Pháp Hòa nói ông ơi, người ta đang ngủ mới 3 giờ sáng à, cái đánh lên cái là khỏi ngủ. Pháp Hòa nói anh có biết không, cái tiếng chuông đó nó gần gũi lắm. Người dân quê ở Việt Nam ngày xưa không có đồng hồ, mà cứ lấy cái tiếng chuông chùa làm cái giờ để mà sinh hoạt cả ngày. 3 giờ sáng hay 4 giờ sáng mà chùa thỉnh chuông cái biết rồi đó, sáng rồi đó, dậy đi làm. Nói theo miền Tây là dậy đi mần. Dậy đi mần. Chuông đổ rồi, dậy đi mần. Đó rồi chiều nghe chuông biết. Thấy không? Cho nên cái bài thơ nhớ quê của Hòa Thượng Mãn Giác, cái là trong đó là tiếng chuông đó, nó làm cho con người mình tỉnh thức. Tại vì cái tiếng chuông chùa thỉnh lên, cái tiếng nó ngân và nó lắng, chứ nó không có hối hả. Quý vị không có nghe chuông chùa mà nổ beng beng bon bon, không có, bon bon, nó làm cho người lắng xuống. Ngày xưa nhà thơ Chu Mạnh Trinh, ông có làm bài thơ đó: bầu trời cảnh buồn, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh, thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Tiếng chày kình là tiếng chuông, tại vì cái tiếng chuông mà ngân lên, nó ngân giống như cái con cá kình vậy đó. Tại vì theo người ta nói là con cá kình đó, có một cái vật gì mà đụng vô cái bụng nó là nó phát ra cái tiếng vang như vậy. Và cái tiếng chuông đó nó giống như là cái tiếng chuông của con cá kình. Cho nên người ta hay gọi tiếng chày kình tượng trưng cho tiếng chuông của chùa. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Chúng ta như những người sống trong mộng, nhiều khi mình sống vậy đó, nhưng mà mộng. Cho nên cuộc đời này là một đại mộng. Còn tối mà chúng ta ngủ chiêm bao là tiểu mộng, tiểu mộng. Còn nguyên cuộc đời này là đại mộng. Mới ngày nào mình vinh quy bái tổ, rồi bây giờ mình cũng gì, cũng vinh quy bái tổ, nhưng mà hình thức khác. Mới ngày nào mình oanh liệt, bây giờ mất oanh còn liệt. Cho nên á, cuộc đời chúng ta là đại mộng. Nhưng mà đôi khi chúng ta sống trong cuộc đời này, vẫn ăn, vẫn đi, vẫn nói, nhưng mà mộng. Mình không có rõ được lẽ thật của cuộc đời, và mình có rất nhiều những cái expectation, những cái mà chúng ta đặt để, chúng ta bắt buộc, mà chúng ta quên rằng cuộc đời này chúng ta không có bắt buộc cái gì được hết. Ví dụ mình muốn khỏe, đâu bao giờ mình bắt buộc mình khỏe được đâu. Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh à. Mình bắt buộc nó phải trẻ, cho nên sáng nào cũng mất 1 tiếng đồng hồ làm cho nó trẻ. Nhưng mà thủy chung cũng không được. Mình muốn sống hoài nhưng không có sống được, sống không có sống hoài được. Cho nên mình phải thẩm thấu được lẽ thật của cuộc đời để đừng có mộng. Và cái lời kinh người ta nhắc á, biển trần lai láng, sống nghiệp lao sao. Mình đang như ở, mình là những người đang sống trong một cái biển khổ, và cái nghiệp của chúng ta nó như những cơn sóng. Có những lúc trời ơi mình khổ ơi là khổ, có những lúc hết chuyện này tới, tới chuyện kia tới. Bệnh này chưa hết sanh ra bệnh kia, bệnh riết không dám đi bác sĩ nữa, tại đi là lòi ra bệnh. Sống nghiệp lao sao. Nhưng mà cái lời đó họ nhắc,
người mê chi hay là người còn mê chi giấc chiêm bao. Mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu, trong biển khổ này nè. Nhưng mà nếu anh chỉ cần dừng lại, anh sẽ tìm ra được một chút phân hào, một phân thôi, một hào ở trong lẽ diệu. Nó có lẽ màu nhiệm trong đó đó. Sống đã niệm Di Đà Phật hiệu thì chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Mình đến đây là như người đi chơi vậy mà, toàn là làm chơi, giả bộ chơi chút vậy thôi. Rồi cuối cùng mình phải đi về cái thiệt là nằm ngay chỗ. Rồi ai muốn sốc mình kiểu nào sốc. Chứ bình thường là mình vậy, tay chân múa may dữ lắm. Nhưng mà tới hồi không còn sức gì nữa hết trơn là lắc đầu sao, sụi lơ đó. Rồi ai muốn làm gì làm. Mình phải rõ được cái điều đó trong lẽ diệu. Nhiều khi chỉ cần tỉnh một phân một hào thôi, như nãy Pháp Hòa nói đó, nhìn cái bản diêu, à cuộc đời cũng vậy, đôi lúc phải nhường tan chút chứ. Mình cứ thừa thắng xông lên hoài đâu có được, mình phải nhường tan chút. Thí dụ mình ăn 10 lần nhường ta ăn lần. Mà tàu cuộc đời mà mình cứ thắng hoài thì mình sẽ chuốc oán, cái người thua mình sẽ oán mình, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Cái người thua ta ngủ chẳng yên, mình là người thắng. Ở đời hễ mà nhớ là mỗi lần mình thắng một cái gì đó thì bên cạnh đó mình có một người thù. Cuộc đời lúc nào nó cũng phải hai cái đó nó đi song với nhau. Cái danh mình càng cao thì cái họa mình càng lớn. Tại vì danh cao như là cây cao thì gió lớn, phải nó chịu gió nhiều. Mình đã có cái danh đó trong đời là phải có cái tị hiềm, cái điều đó phải cái. Nếu mình là con trâu được ăn thì phải nhớ là con trâu cột nó đang ghét mình, nó đang ngó mình, nó đang dòm mình. Cho nên những lúc á, lâu lâu mình đóng cái người nhường, và thậm chí mình thua chút xíu cũng sao đâu. Chỉ cần nhường cái rồi mình đi chứ có gì đâu. Chỉ cần mình nhường cái người ta bước lên trước mình, cái mình đi sao khỏe ru khỏi bị dòm nó. Còn mình đi trước người ta, ta thấy phía sau mình hết. Đi sao tướng mình sao, bữa nay ẹo làm sao, bữa nay ốm yếu làm sao ta thấy. Còn thà là đi sao người ta thì khỏi ai dòm mình. Nhớ vậy. Cho nên nhiều khi mình chen lên trước, nhưng mà nhớ nha, đi nghinh vậy nhưng mà làm sao có người ngó đó. Không có bao giờ cái gì mà nó xuôi chèo mát máy trọn vẹn đâu. Cho nên cái anh cảnh sát á, anh đứng anh núp núp đâu đó đó, chỉ cần quẹo ấu một cái thôi, trời ơi nó đâu ra vậy trời, sao nãy tôi không thấy. Nếu mà mình mà thấy được ông cảnh sát thì ổng đâu gọi là cảnh sát, nó theo sát mình để nó xuất hiện, nó cảnh báo mình. Dù nha. Cảnh sát. Cho nên thường thường cảnh sát là nó ẩn nấp. Cũng như thế, những cái họa, những cái tị hiềm, những ganh tị, nó đâu bao giờ nó lộ ra ánh sáng đâu. Nó nằm trong bóng tối, mà chỉ cần chúng ta quên, chúng ta hất mình ra một cái thôi là nó ra. Mà thường thường ra để làm gì? Để nó phạt mình. Biên giấy cảnh cáo mà đôi khi nặng hơn nữa là gì? Mất điểm trong cái bằng lái xe của mình. Cho nên cái tu của mình là mình làm sao mình tu tập có định tĩnh. Cái mục đích của tu là chúng ta có nội lực của nội tâm, có công lực của nội tâm, mà người ta thường gọi là nội căm thông hậu, thâm hậu. Mà cái tu luyện của mình là gì? Tức là chúng ta khi mà cái định mà nó có rồi á, thì cái sáng soi mình nó có. Cho nên nhà Phật thường gọi là định mà có thì tuệ sinh. Định mà có thì cái tuệ nó sinh. Mà cái tuệ đó nó có thể sinh ra ở bên đường, ở khi chúng ta làm việc, chúng ta phát hiện ra rất nhiều lẽ màu nhiệm trong cuộc sống. Cho nên chỉ cần chúng ta thẩm thấu được một chút nào trong lẽ diệu,
thì sống đã niệm Di Đà Phật hiệu. Cái câu này có nghĩa là chúng ta sống mà chúng ta có trở về được với cái bản tâm thanh tịnh của mình, hay nói một cách khác là chúng ta có niệm sự giác ngộ, thì chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Đấy, chọn là mình chơi hết đấy. Nhưng mà có nhiều người chơi xong người ta còn học được cái gì? Có những cái game sau khi chơi còn học được, và những cái game tốn tiền nó tăng bạo lực, không có chơi, không có học được cái gì hết. Gần đây ở hải ngoại có chế ra một bộ cờ Phật Pháp. Thay vì quý vị chơi Monopoly á, đổ xí ngầu xong cái chạy qua New York, chạy qua nước này nước kia rồi ăn tiền á, thì gần đây nó có cái bộ game đó Phật Pháp không, đổ ra 5 cái đi, 1, 2, 3, 4, 5, ô tới nhà bác chánh đạo, đổ xí ngầu ra cái đổ qua 1, 2, 3, à, tam vô lậu ngầu. Chơi cái đó xong rồi pháp số nhớ trong đầu, pháp số tam vô lậu học là gì? Giới định tuệ. Rồi nhảy kia đổ được số 4, 1, 2, 3, 4, đó tứ chánh cần, đó, tứ như ý túc. Chơi nguyên cái bộ cờ đó xong rồi á, pháp số mình nhớ, pháp số mình nhớ vững chãi như núi xanh thảnh thơi vườn mây trắng. Nghĩa là mình sống ở trong đời này cái gì mình cũng rất là vững chãi, mà người ta không hề thấy mình có một sự gò bó. Mình ăn chay vẫn giữ lập trường ăn chay mà người khác không hề phiền hà, nghĩa là chê trách gì cái sự ăn chay của mình, tại vì mình rất là flexible. Rủ ăn nhà hàng dẫn đi vô mình kiếm cái gì chay mình ăn. Thôi thôi mấy chị đi đi, bữa nay em ăn chay. Vô nó tanh khó chịu lắm. Vậy bình thường kêu nguyên dĩa không thấy tanh. Trời ơi, mới ăn chay một tháng 2 ngày à, 28 ngày kia dĩa dĩa không. Mà bữa nay kêu vô trọng cái nơi này em ăn chay tanh lắm. Thì người ta phải thấy cái này, người ta thấy mình tu sao ngộ ngộ. Tu không có giác ngộ mà tu riết ta nhìn mà nó tu ngộ ngộ. Ta thấy gì ta nhìn mà nó nói giác ngộ. Nhưng mà ta thấy mình ngộ ngộ. Vững chãi là vững giữ được cái lập trường ăn chay của mình, nhưng mà thảnh thơi giường mây trắng, ngồi ăn mà không có gì phiền hà hết. Đi vô hãng ngày nào cũng rủ ăn chung, mà thậm chí đang ăn muỗng của mình chọt qua muỗng người ta thử coi ngon không. Vậy mà bữa nay mình ăn chay, chị ngồi xích xích ra ta, em sợ nước mắm nó văng qua em. Ta nói trời ơi, bình thường bà ké của tôi, chị bà ăn nước mắm, bà ăn mắm quá trời, bữa nay bà sợ văng. Thấy không? Thôi chút nữa thôi cái tự nhiên ta thấy mình tu ngộ ngộ. Vững chãi như núi xanh thảnh thơi vườn mây trắng. Mình ngồi vững chãi nhưng mà không có thấy một chút gì gò bó hết. Thí dụ quý vị ngồi, quý vị được thở, quý vị mỉm cười. Nhớ ngày mai hay là từ đây tới chiều có giờ nào ngồi tịnh nhớ mỉm cười. Cười mỉm có nghĩa là mình đang an trú trong thảnh thơi mà không cần không cần phải cho người ta thấy là tôi đang cười. Mình an trú được cái nội tâm của mình là nó tỏa ra. Người ta đi ngang người ta thấy cái dáng mình nhìn, ta thấy nó thảnh thơi. Ngày xưa vua Ba Tư Nặc, ngày Ấn Độ là có 4 giai cấp, và giai cấp bần cùng là không được trà trộn vào cái đời sống người tu. Thì ông vua nghe là Đức Phật mới độ một người gánh phân đi tu, độ người hớt tóc, toàn là những người gọi là thấp kém trong xã hội. Ông xông tới chùa và ông tìm Phật, ông hỏi con nghe nói Đức Thế Tôn mới tiếp nhận những người đó có đúng không? Làm như vậy nghĩa là trái đi cái văn hóa bình thường của Ấn Độ. Ấn Độ là giai cấp phân chia rõ ràng, vua chúa là chơi với vua chúa, thương gia là chơi với thương gia, mà giáo sĩ là chơi với giáo sĩ, và nghèo hèn chơi với nghèo hèn, chứ không có được ngồi chung.
Ông nói vậy xong rồi Đức Phật để trong nó một hồi, thì Đức Phật nó hồi nãy á, Đại Vương đi vào trong chùa đây, Đại Vương có thấy một thầy trẻ trẻ đang ngồi thiền ngoài kia không? Nói dạ thấy. Con thấy tướng Đại Đức ngồi thật là an tịnh. Đức Phật nói là cái ông mà ông mới nói tôi đó, công mà ông mới về chê đó. Thật thưa đại chúng là giai cấp là tại mình phân chia trong xã hội, nhưng mà bản sự tu tập khi mà đã có được an lạc rồi thì ai cũng giống nhau cả, không có phân chia. Cho nên Ngũ Tổ mới nói với Lục Tổ là ông ở lãnh Nam tới là dân mọi rợ, làm gì có khả năng làm Phật. Nhưng mà không phải là Ngũ Tổ sao thô, Ngũ Tổ tu mà Ngũ Tổ còn khinh người ta như vậy. Không, Ngũ Tổ muốn thử sức chịu đựng của cái người tu này, coi coi bên trong họ như thế nào. Khi ông Ngũ Tổ phán một câu như vậy thì Lục Tổ lúc đó còn là một cư sĩ trả lời: dạ bạch Tổ, bạch Ngài, người có phân chia Nam Bắc nhưng mà Phật tánh đâu có Bắc Nam. Nói câu đó xong rồi Lục Ngũ Tổ thấy được cái bản chất của người này, cái quality. Ngũ Tổ nói chớ có nhiều lời, đi xuống bếp mà làm việc nhọc. Tại vì nếu mà Ngũ Tổ nói wow, you so super, là thế nào mấy cái ông rình rình đó, trời ơi cái ông này ăn ké ha, đời mà. Cho nên Ngũ Tổ đó chớ có nhiều lời, xuống dưới bếp mà làm việc nhọc. Thử lần thứ hai, bây giờ ông vô tu nè, tôi cho ông làm trong chuyện nhọc đó, ông chịu nổi không? Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với mấy vị mà phát tâm muốn đi xuất gia đó, Pháp Hòa nói khi mình đi vào chùa đó, mình làm bất cứ việc gì và phải nhớ mình làm bằng cái tâm thì phước nó mới có. Còn mình chỉ làm bằng hình tướng, làm cho lấy lệ, làm lấy có, phước nó không tụ đâu. Mình phải nhớ là mình tu là trao dồi trí tuệ, là qua sự học hành, và rèn luyện thân tâm mình một cách tính tường là qua con đường tu phước. Mình quét cái nhà mà người ta tới người ta chê quét sao không sạch, nhưng mà nhờ cái đó phước đức mình nó tụ. Cho nên tất cả những việc gì chúng ta làm muốn có phước không, phải làm bằng cái tâm. Tại vì cái tâm với cái thân nó kết hợp thì phước nó mới trọn. Cũng giống như, xin lỗi, mình đọc trong đầm gì đẹp bằng sen, đọc cái miệng mà tâm hiểu, hiểu cái câu đó là cái gì, thì khi mình diễn đạt cho người khác và mình sống bằng cái câu đó, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mình đọc tới đâu mình hiểu tới đó, và mình ứng dụng được câu đó, thân tâm mình đọc và hiểu nó tương ý, tương ứng với nhau, và mình sống được. Nhưng mà ngược lại, con nít mình đưa nó học câu đó, nó vẫn đọc trôi chảy nhưng mà tâm nó không hiểu, thì nó không tương tác được, nó không tạo ra được cái đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta nghe kinh, nghe pháp để làm gì? Để chúng ta hiểu được lẽ thật của cuộc đời. Rồi chừng đó chúng ta sống trong đời mà tâm chúng ta tương ưng được. Cảnh giới nào chúng ta cũng tương ưng được. Cho nên trong cõi đời này có 10 pháp giới: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. 4 cái đó gọi là 4 bậc thánh. Bây giờ 6 cõi phàm nè: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm ở giữa. Vậy thì thưa đại chúng, quý vị có nhận ra rằng trong cõi đời này có đủ 10 pháp giới không? Có những người sống như Phật, có những người sống như Bồ Tát, có những người sống như Thanh Văn, có những người sống như Viên Giác, nhưng cũng có những người sống sao? Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hằng ngày mình tiếp xúc đủ 10 cảnh giới này. Nhưng mà tâm của mình vững chãi thì tới cảnh giới nào mình cũng tùy cơ ứng hóa được hết. Cho nên Đức Quan Âm tại sao Ngài có thể làm ông Tiêu Diện lưỡi lê dài, đầu bọc ba cái ngọn núi mực phừng lửa, mà lúc đó không gọi là Quan Âm mà gọi là Diện Nhiên Vương. Diện là cái mặt,
nhiên là lửa. Ông Bồ Tát có cái mặt lửa, mà lúc đó Ngài được gọi là Diện Nhiên Vương. Nhưng mà bên trong cái cốt tủy của Ngài là Bồ Tát Quan Âm. Rồi thì Ngài lại là một cái vị cầm, một cô nữ cầm cái giỏ, cầm cái sen, đi trên đầu rồng, đứng ở ngoài biển. Tại vì Ngài có thể, cái tâm Ngài vững, Ngài có thể tương ưng hết mọi cảnh giới chúng sanh. Cảnh giới nào Ngài cũng tương ưng được. Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng vậy. Nếu mà mình vững chãi như núi xanh thì mình thảnh thơi giường mây trắng. Mà mây thì nó làm sao? Nó đủ dạng hết. Có khi nó dáng này, có khi nó dáng kia. Bởi có nhiều người nó ô Phật hiện, Phật hiện. Nhìn vô đám mây nhìn như Phật vậy, kêu Phật hiện. Chạy ra, đám mây biến, không còn cảnh đó nữa. Cửa vô sinh mở rồi. Cửa vô sinh là cửa gì? Là cánh cửa không còn của sự khổ đau, sanh tử, đối đãi nữa. Bây giờ mình sống, mình thích ứng với tất cả mọi nơi mà mình không còn phân biệt nữa. Này tốt, này xấu, này hay, dở, mà mình có thể thích ứng được mọi việc, vấn đề. Cái tâm của mình nó coi vậy chứ cái khởi tâm phân biệt còn nhiều lắm. Chỉ cần ví dụ, Pháp Hòa ví dụ thôi. Một đứa nhỏ đó tới nó đây. Con đó là con của ông đó. Ô, con của ông thị trưởng. Cái mình tiếp khác à. Con của cái người nào nổi tiếng ở trong cái vùng mình sống đó, tiếp, mình tiếp họ cách khác. Mà nếu mà nó là con của một người bình thường, mình biết nó là ai, mình tiếp nó cách khác. Dù mình đã cố gắng nhưng mà nó vẫn còn chút chút đó. Thậm chí mình nghe mình đệ tử thầy nào đó, người ta cũng tiếp mình khác hơn chút. Cuộc sống là nó vậy. Nhưng mà đối với cái người mình tu rồi á, thì mình vượt được cái đó đó, thì mình không, hễ có sinh thì phải có tử, phải không? Nhưng mà khi mình chạm được cái cửa vô sinh là gì? Không có tử. Cửa vô sinh, cửa vô sinh là cửa đã có sinh thì có tử. Hễ gặp cửa vô sinh thì sẽ có cửa không tử. Mà bất sinh bất tử thì sao? Sống bình an, không khổ lụy lên xuống. Cái chữ sinh tử ở chỗ này muốn nói là cái tâm lên xuống chồi hụp khổ đau vui buồn của mình. Nhà Phật hay dùng chữ sinh tử để nói cái đó. Thí dụ như thế, Phật đã tu tới cảnh giới không còn sinh tử. Nghĩa là không phải Phật đi một cõi nào đó, nhưng mà Phật không còn chi phối bởi cái đó nữa. Mặc dù Ngài vẫn sanh và vẫn tử. Ví dụ như bây giờ mình á, Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Đại chúng đã từng ăn phở đủ hương vị. Nghĩa là phở có lá quế, có tương ăn phở, có ớt, tương ớt. Đã từng ăn một tô phở gọi là đầy đủ gia vị. Hôm nào mình đi đến một cái thành phố nào đó mà ở đó cái hẻo lánh lắm, gia vị mua rất là khó, nhưng mà người ta cố gắng người ta nấu một loại phở trình ăn, nhưng mà không có quế, chỉ có giá thôi, không có tương ăn phở, chỉ ăn bình thường, ăn được không? Tại sao? Vì mình đã từng ăn tô phở đủ vị hết rồi, bây giờ ăn một tô phở thiếu vị mình vẫn bình thường. Đó, sống được cái đó là cửa vô sanh mở rồi. Vẫn ăn như người ta ăn, mà lúc này không còn ngồi càm ràm nữa. Sao không nói tôi bưng tương qua, trời tôi kali tôi thiếu gì. Cái vấn đề là bây giờ mình có ăn được tô phở này hay không. Còn cái vấn đề mình bưng qua để đủ vị là chuyện bình thường. Còn cái hay của mình là thiếu mà mình vẫn bình an. Sống được như vậy là cửa vô sinh mở rồi. Thì chừng đó cái tâm mình sao? Trạm nhiên và bất động. Mà trạm nhiên bất động là thể tánh của Như Như Lai. Bởi vì chữ Lai là mọi việc nó đến, còn chữ Như là bất động vững chãi. Hai chữ Như Lai nghĩa là vậy đó.
Chữ như là cuộc đời này nó cứ đến. À xin lỗi, chữ lai là cuộc đời này cứ đến. Dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời. Cái người đến họ cũng cho mình được một cái gì đó, cái người đi họ cũng cho mình được cái gì đó. Ví dụ như người ta đến, mình mở nhà hàng, mình đến, người ta đến, người ta ngồi vô, ta ăn mừng không? Mừng. Mà ta ăn xong mình đi mình cũng mừng nữa, ta có chỗ người khác. Cảm ơn hết á. Cho nên cuộc đời này có nhiều người đến làm cho mình hạnh phúc được 5 năm cũng cảm ơn, sau 5 năm làm mình khổ tơi bời. Mà bữa đó nó quyết định nó đi, trời tôi lại. Không có gì khổ hết. Đủ duyên thì đến, đủ duyên thì anh đi. Sống mà làm khổ nhau không nên. Vì cuộc đời này vốn đã khổ rồi, cho nên mình mới kìm cách mình đến với nhau để cho mình có được một niềm vui. Nhưng mà nếu mình hết khả năng làm cho nhau vui thì cứ nhẹ nhàng, tùy duyên, trạm nhiên và bất động. Thì Pháp Hòa nói đến trong cuộc đời này cũng vậy. Cho nên ví dụ như á, cái ăn là cái mình khổ nhất. Cái mặt, thật sự mình đã từng ăn đủ vị mà, chứ có bao giờ mình mà bữa nào mình thiếu một chút mình chịu không nổi làm sao? Mình đã từng ăn đủ vị thì hôm nay nó thiếu một chút có sao đâu, cứ bình thường thôi. Có nhiều lúc mình đi một cái chỗ nào đó mình nghĩ là nó ấm cho nên mình mang không đủ áo lạnh, thì bây giờ cái mà mình làm là gì? Quấn cái gì mình có lên, ấm được nhiều ấm còn cỡ nó thôi. Không có đủ thôi, khỏi mặt. Cái này mới chết giấc á. Và bảo đảm là chết chắc. Cho nên trong kinh á, Phật kể câu chuyện có cái anh đang uống khát nước lắm. Thì anh đến với người ta thì người ta mới nói: ô khát nước hả, thôi mời anh ly nước. Anh nói: không, tôi khát dữ lắm, ly này không đủ đâu, thôi khỏi uống. À, người ta nghe như vậy người ta mới nói: thôi bây giờ nếu một ly không đủ tôi dẫn anh ra nguyên cái dòng sông. Anh thoải mái uống nó. Tôi đâu có khát dữ dội vậy, thôi khỏi uống. Cuối cùng chết khát bên bờ suối. Chịu nổi không? Chết khát bên bờ suối. Người ta đưa ít thì nói là tôi khát nhiều hơn. Người ta đưa nhiều hơn thì nói tôi đâu có khát dữ vậy, nhiều quá, uống hết khỏi uống. Thật ra nhiều khi mình ăn cũng vậy. Nếu mình ăn không hết thì mình sớm. Còn không nói ăn đi còn như tôi ăn thì thoải mái cứ ăn. Nhưng mà đôi khi có cái ăn mà cũng gây lộn. Quý vị thấy nhiều khi trong cuộc sống, trời ơi, mình những cái chuyện lớn lao không nói, những cái chuyện chút mà nó cứ xảy ra hoài. Nhiều khi người ta để cái bàn vậy đó, bình thường mình đi thoải mái đâu có gì đâu, mà bữa nào mà lỡ đụng cái ai mà để cái bàn vô duyên. Bình thường mình đi hà mỗi cả tháng nay có sao đâu, mà hãy bữa đó đụng mình đau cái là mình may mắn cái người để cái bàn, và thậm chí quay qua đá cái bàn cái. Nhiều rồi mình cũng dạy con mình kiểu đó luôn. Con mình nó té vô cái bàn rồi nó đau cái lợi đánh cái bàn. Cái bàn này hư nè, cái bàn này hư nè, làm con có mẹ đau nè. Nhưng mà mình đâu có biết là mình đang dạy nó. Mai mốt mà nó giận ngay nè, hư nè, hư nè. Mình dạy nó vãi lên sao mình không có biết. Thế mà ai làm nó đau là nó cái phản ứng nó quay qua nó tán thôi. Mà nó không học được cái nhẫn. Và thậm chí tại sao không nghĩ mình làm đụng cái bàn, cái bàn nó đau, sai gì xin lỗi cái bàn. Tại sao mình chỉ nghĩ mình đau mà không nghĩ người khác đau? Cuộc sống là nó cần cái đó. Nó cần cái mình biết xin lỗi mà cái người mình đụng. Nhưng mà đa phần mình quay qua mình chửi, mình mắng cái người mà đụng mình. Bởi vì mình cho là họ đụng mình, nhưng mà thật sự là mình đụng họ. Tại vì họ là, nó là cái bàn ngồi đó mà, nó có xê dịch gì đâu. Nó ngồi đó mà mình đi ngang mình, rõ ràng là mình đụng. Vậy mà mình xoay qua mình đánh cái bàn, và mình trách cái người để bàn, và mình trách cái bàn mà mình quên là mình xoay qua. Học bài học xin lỗi cái bàn, nghĩa là ai lỡ mình đụng người ta, không phải người ta đụng mình đâu, mà mình đụng người ta đó, hãy xoay qua xin lỗi chị,
xin lỗi anh. Thảnh thơi giường mây trắng, cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động, vững chãi như núi xanh. Tôi say qua tôi xin lỗi anh, nhưng mà tâm tôi không hề đau khổ. Tại sao tôi phải xin lỗi anh? Vì tôi thảnh thơi giường mây trắng, vì tôi biết trở về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Nếu tôi không xin lỗi anh hôm nay, có thể tôi sẽ hối hận. Cho nên cuộc sống, nếu mà chúng ta lỡ làm ai lỗi, làm lỗi với ai, đừng có ngại phải xin lỗi. Tại vì xin lỗi đó giống như cái giờ mình sám hối vậy. Và người ta thấy mình ăn năn rõ ràng tại chỗ, và không đợi tháng sau mới ăn năn, năn nó bị khô, lúc đó đi mua sắn về ăn. Và quý vị thấy được cái chỗ tu của mình. Cái chỗ tu của mình là cái chỗ nào? Cái chỗ đủ định và đủ tuệ. Và Pháp Hòa cũng nói là mình đủ định để mình làm Phật, làm tổ gì. Đủ định và đủ tuệ để mình làm mình, để mình làm mình. Vì những cái đó mình đã học được từ lúc nhỏ, nhưng mà do hoàn cảnh, do xung quanh, cho nên nó biến mình, nó biến dạng. Chứ thật sự những điều này mình học hết rồi, học từ lúc mình còn nhỏ, ba mẹ ở nhà dạy. Nhưng mà tại vì mình giống như con mình, mình dạy, mình dạy rất kỹ, dạy từ nhỏ, nhưng mà lớn lên nó lai lai, nó không có nói giống mình nói, nó không sống giống mình sống, là tại vì cái hoàn cảnh con người mà nó tiếp xúc cái dạng vậy nhiều hơn tiếp xúc với mình, cũng không trách được. Nhưng mà mình mở lòng, mình chấp nhận, mình biết nó đang sống môi trường nào, hoàn cảnh nào. Quý vị biết á, là ở trong nhà mình có một cái bàn gỗ hay một cái khăn bàn, mình trải như vậy nè, rồi mình mở cửa sổ, nắng ngày nào nó cũng rọi vô. Một thời gian là tự nhiên cái khăn bàn nó bị sao? Nó bị bạc màu. Đâu có ai làm gì nó đâu. Rõ ràng không thấy ai tới chùi lao gì nó cả. Vậy mà một thời gian sau nó lại bạc màu. Mình cũng như thế. Nếu mà mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái đó, cái nắng mà của cuộc đời mà, cái khó khăn mà nó cứ soi vậy, mình bạc màu lúc nào mình không thấy. Cho nên tại sao mỗi ngày mình phải tụng kinh, tại sao phải ngồi thiền mỗi ngày, tại sao phải trì chú niệm Phật mỗi ngày? Tại vì mình làm cho nó đậm cái đó lên, mình không để cho cái kia nó bạc. Kinh mà nhớ, tôi nhớ hồi nhỏ tôi thuộc đó, mà lâu quá tôi không tụng, tôi quên đó. Mình biết nói vậy nghĩa là mình không, lâu quá. Cho nên á, hễ mà mình để khăn vậy, hễ thấy nắng quá cái lợi dặn cái màn lên, để cho nắng nó không làm bạc màu. Cũng như thế, có đôi lúc mình mở cho nó sáng, mà có đôi lúc mình quay cho nó tối. Và hễ ban ngày mình mở ra, tại ta đi ngang ta không thấy bên trong, mà ban đêm ở trong mở đèn thì mình phải tắt, phải đóng cửa sổ bên ngoài ta có thể thấy vào. Ngày mình cứ chỉnh màn mở màn, nhưng mà mình không chỉnh mình mở mình. Cho nên tim mình cứ đóng hoài, thì bây giờ phải có bài hát gõ cửa trái tim. Và thưa đại chúng, mà khi mà mình thấy ô, mọi sự việc trong cuộc đời đó, nó giống như cái sự tu hành của mình mỗi ngày vậy thôi à. Nấu cơm cũng tu được, lặt rau mình cũng tu được, và làm gì mình cũng thấy thiệt, cái tu nó tràn ngập, nó trải dài trong sự sống. Thí dụ mình cầm cọng rau lên, mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Nè, mình tưới cọng rau dền, bữa nay rau dền nó lên, bây giờ mình ngắt rau dền vô mình ăn. Mấy tháng trước mình nuôi rau dền, hôm nay nuôi rau dền nuôi lại mình. Rồi mình ăn xong vô này cái nó nuôi bao tử, nó nuôi máu, nó nuôi thận, nó nuôi gan, nó nuôi hết cơ thể mình. Cái nó ra nó thành phân, cái nuôi đường số khác. Rồi nó lên, nó có phân bón cho cây cỏ nó lên nữa. Thấy chưa? Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống.
cái bài hát á, con giống ba cái gì đó vì con thương ba hả, con giống mẹ gì đó, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, sở dĩ mẹ thương con tại vì con giống ba. Nếu con giống hàng xóm thì không phải vậy đâu. Chân lý nằm ngay đó, chân lý nằm ngay đó đó. Có nhiều khi cái bình bực của mình, mày giống con cha mày. Hậu giống nó sao bà thương. Nhưng mà giận quá tức nói vậy đó. Nhưng nói vậy thôi, nhưng mà cuối cùng khoái lắm. Cho nên mình nhìn cái cọng rau đó mình tu được. Rồi cái mình đi tưới, mỗi lần mình ra mình tưới cỏ, tưới rau đó, cái mình tu tiếp. Nước giữ hoa tươi, hoa nở cho người. Mình tưới vào cái hoa để cho hoa nó nở, phải không? Hoa nó nở để làm gì? Để mình thưởng thức. Cho nên nước giữ hoa tươi, hoa nở cho người. Hoa nở, tôi nở. Hoa cười, tôi cười. Nếu mà tôi tưới quá trời quá đất mà hoa không nở, cái này tôi mới bực à. Còn tôi tưới hoa mà hoa nở thì mỗi lần mình ra vườn mình thấy hoa nó nở mình vui không? Hoa nở, tôi nở. Hoa cười, tôi cười. Tu rồi đó. Cho nên mình nhìn hoa, không có ai mà nhìn hoa mà đau khổ hết á. Nhìn hoa là mỉm cười. Nhưng mà mình phải thấy rằng trong cuộc sống này, những người, bao nhiêu người xung quanh mình đó, người ta đóng góp cho mình rất là nhiều, nhưng mình hình như mình thờ ơ mà không thấy. Đến một ngày kia mình bất chợt mình thấy được thì cái hoa nó héo mất rồi. Cho nên nhà thơ Quách Tấn, ông đi ngang cái hàng hoa thực dược, bao nhiêu ngày bao nhiêu năm mà có bao giờ ông nhận được cái đẹp đó đâu. Vậy mà tự nhiên một ngày nọ ông nhận ra cái đẹp của nó, vọng liếc, ông viết lên một bài thơ, và cái lời thơ có ý tứ như một thiền sư nhìn hoa. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Bình thường hoa thực dược vẫn nở, vẫn đẹp như vậy, mà ông không nghe được tiếng hát của hoa, không thấy được hoa mỉm cười, không thấy gì cái đẹp của hoa. Tự nhiên ngày hôm nay thấy hết trơn. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu. Cái tiếng hát này không thể diễn tả được. Chỉ có tâm người an lạc, thanh tịnh mới nhận ra tiếng đó. Ta sụp lại cúi đầu. Ở sáng này ngồi thiền, nhìn lên chánh điện, thấy có những cái hoa đẹp quá, lạ quá, quý vị nhìn. Nhưng mà nếu Pháp Hòa không thấy thì quý vị đâu nhìn, thấy thôi. Cuộc đời mà thấy nó khác hơn nhìn à. Thấy thôi. Nhưng mà mình nhìn là phải như vậy nè. Đó, phải dừng lại mới nhìn được. Cho nên á, cuộc sống của chúng ta hàng ngày chúng ta thấy hết nhưng mà không có nhìn. Thấy người ta khổ, thấy người ta chết, thấy người ta già, thấy người ta bệnh. Thấy thì thấy thôi chứ đâu có nhìn. Còn nếu mình nhìn cái là đây, nhìn lại mình đó. Tôi cũng già rồi. Tôi cũng sắp rồi. Tôi cũng đau rồi. Nhìn là có cơ hội quay lại. Thấy là phất. To see different than to look. See là I see, but what happened? Nothing happened. Mà nếu mình có cái look, I'm going to look at it. Nghĩa là mình nhìn kỹ. Cho nên cuộc sống mình nhìn để mình thấy, còn mình thấy để mình nhìn. Còn mình thấy chỉ để thấy, không có tư duy, không quán chiếu. Còn cuộc sống này mình biết nhìn tất cả mọi việc xung quanh thì nó ổn định vô cùng. Cuộc đời vẫn những như những lần sống. Nhưng bây giờ mình không. Quý vị có thấy người ta chơi surfing, hãy sống lên cái ta lên, sống xuống người ta xuống, phải không? Đó, mình tu giống như cái người đó vậy đó. Lúc nào mà nó lên mình biết lên, lúc nào nó xuống mà không khổ đau gì hết.
Đức Quan Âm có cái hình ảnh rất đẹp, đứng yên trên sóng, sạch trần ai, cam lồ rửa sạch cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai. Cái câu mình hay Đức Quan Âm đó. Đứng yên trên sóng nhưng mà lại sạch trần ai. Của mình cũng vậy, đứng yên trên sóng đời nhưng mình sạch những cái khổ đau chấp trước. Hôm nay mình lên hương, nhưng mà đôi lúc mình cũng phải xuống để người khác lên. Cuộc đời như một chuyến đi xe bus, tới trạm thì mình xuống, người khác lên. Và cứ hết trạm A thì tới trạm B, trong khi rời trạm B nghĩa là mình đang trên đường trở về trạm A. Sanh ra rồi lớn rồi già, nhưng mà trong khi mình già, mình lớn nghĩa là mình đang đi về cái điểm cuối đó đó. Chứ không có gì đâu. Cho nên hồi nhỏ và nhớ một cái bài sám và tụng và rất thích: biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Trước ta cũng ở thế gian, cũng mê, cũng mết, cũng đàn chuộng ưa. Hồi trước mình cũng ở trong đó đó, mình cũng mê như ai, cũng chuộng ưa như ai, nhưng bây giờ mình biết lối về. Người ta vẫn sống một ngày nhưng mà ta không hề biết trở về, còn mình sống mỗi ngày đi qua mà mình biết trở về. Đã về và đã tới, bây giờ và ở đây, vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Nương tựa với cái gì? Nương tựa với giáo pháp, nương tựa với tất cả những gì chúng ta đang có. Ví dụ nè, đây đó, khát nước nương ly nước, đói bụng nương chén cơm, hôi quá nương chai dầu thơm, nực quá nương cây quạt. Nhưng mà thủy chung mượn thôi mà, nóng mượn chút, lát lạnh cất quạt, thậm chí mỏi tay buông xuống. Có cái gì mình cầm mãi đâu, tiền cầm hồi còn hôi tay, cục vàng cầm hồi hôi phải đi rửa. Ai đếm tiền xong đi rửa tay, chứ không ai dám đếm tiền xong rồi bóc đồ ăn đó. Tại vì thủy chung trong đầu vẫn biết tiền dơ, nhưng mà không có tiền chịu không nổi. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Không có tiền không được, mặc dù biết cầm tiền dơ tay, nhưng mà không có không được, cầm nhưng mà cầm xong rửa tay. Đó, nhiêu đó thôi. Chỉ cần thấy như vậy thôi. Xài chiếc xe đang tốt, biết lái cẩn thận. Dù cẩn thận cỡ nào nhưng một thời gian sau nó phải cộ, kêu là xe cộ. Mình phải cộ nó vô cái chỗ sửa. Mình đi chiếc tàu, có bữa nó ạch ạch phải bè, kêu tàu bè. Mình xài cái máy, có ngày nó móc, mở nó ra móc từng bộ phận ra sửa, kêu máy móc. Tiền vừa đưa cho mình liền sang tay người khác, kêu tiền bạc. Cho nên mình hiểu được như vậy, vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Biết rất rõ nhưng mà không từ cũng không khổ. Mà mình, cái gì làm cho mình có được cái đó? Cái định và cái tuệ. Bây giờ đại chúng định bằng cách ngồi thiền, đại chúng định bằng cách nghe kinh, đại chúng định bằng cách tụng kinh, đại chúng định bằng cách niệm Phật. Niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, tụng kinh là công thức giúp cho tâm định. Hôm nay mình tụng, cái tâm mình nó còn nghĩ lăng xăng, không sao, vì lăng xăng cho nên đây là phương pháp. Mình ngồi thiền mà còn nghĩ lung tung, không sao, ít nhất chỉ mới nghĩ lung tung mà cái thân bắt đầu yên. Còn trước kia đầu lung tung, tay chân lung tung theo. Còn bây giờ thân đã bắt đầu tỉnh, còn bất quá cái này nó còn đi thôi, đỡ lắm đó. Nhiều khi mình có khởi niệm dữ, mình chưa đi tới hành động thì còn đỡ. Khởi niệm mà đi tới hành động thì trọn vẹn. Thí dụ thấy đồ tốt, ngó liền. Cái chủng tử tham nó trồi lên, nó nói coi coi có ai không,
Bởi vì cái chủng tử tham mình có, rồi cái đồ tốt của người ta là cái duyên để mình khởi tâm, rồi bắt đầu nó nghĩ ra phương thức. Thậm chí giả bộ đi tới hất cái tay xuống cho nó rớt, rồi dậm chân lên nó đứng. Đó là cách thức tham. Khi người ta đi ra rồi bắt đầu mới bóc bỏ túi. Chủng tử tham có, vật chất là cái duyên bên ngoài nó có. Hai cái đó nó phối hợp cho nên làm cho mình nghĩ ra cái cách thức nào mình tham. Và khi duyên có, bản chất tham có, nghĩ ra cách thức tham rồi, bắt đầu thành tham là lấy. Nhưng cái định nó cúi xuống đứng hồi. Đứng hồi mà sao bà này bà đi ở đây hoài, bà không chịu đi. Mỏi quá. Và bây giờ mình lại muốn đi. Thôi lượm lên để lại đây đi, chắc không lấy ra khỏi đây đâu. Mà như vậy là tự nhiên mình nói, mình cũng nghe pháp, cũng tu tập đồ nhiều rồi, mà sao mình còn dày. Để lên lại. Cái định, cái tuệ nó nói với mình, cái mình giữ giới trở lại. Không thấy. Hồi nãy mình lấy là mình phạm giới rồi. Mà nếu mình mà lấy cái đó là mình mất tham, à, xin lỗi, mình mất cái định, mất cái tuệ. Nhờ định tuệ cho nên làm cho cái dự sự giữ giới mình nó sanh. Sáng nay Pháp Hòa thưa với đại chúng là cái bài hát đó, thì bây giờ quý vị thấy là một bài thơ được phổ ra làm nhạc. Nhưng mà khi mà một bài thơ chắc có lẽ mình không thuộc, nhưng nếu nó biến ra thành bài nhạc thì mình sẽ thuộc hơn. Đã về đã tới, bây giờ ở đây, vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng vậy đó. Vững chãi nghĩa là mình, tâm mình rất là vững, và cái oai nghi tế hạnh mình nó có, nhưng mà không có bị gò bó. Quý vị đi kinh hành á, cứ đi thoải mái thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì nếu mà mình muốn định cái tâm mình á, Nam mô A là bước chân trái, Di Đà Phật là bước chân phải, để giúp hai cái bước chân nó giúp cho mình định, bằng cách là A trái mà Phật phải. Nhưng mà mình đi, mình bước cái bước nó rất là thông dong, chứ không cần phải đi như robot. Không, Nam mô A Di Đà Phật. Cái người ta thấy mình đi thiền hành nhưng mà mình rất là bị vô cái khuôn. Phải không? Cũng giống như mình chắp tay vậy đó, chứ chắp bình thường. Trời ơi, nhiều khi mình chắp tay như là Thiếu Lâm Tự vậy. Phải không? Cứ bình thường chắp tay vậy thôi. Phải không? Rồi mình lại Phật cứ bình thường đây. Đưa cái đỉnh cái ngón này nè lên đây nè. Cái này là mở. Đưa cái này lên để khai. Cho nên khi mình chắp tay, cái tay của mình chắp vậy là một cái ấn nè. Cái ấn này gọi là gì? Ấn này gọi là phổ cúng dường. Ấn phổ cúng dường. Chắp tay đây. Nhưng mà khi mình đánh lễ là phải đưa lên, mình đưa lên đây một cái. Thấy không? Đây. Cái chỗ này là cái chỗ khai. Và cái chỗ này mà khai rồi nó thông hạ xuống. Mà mình làm rất là nhẹ nhàng, chứ không cần phải rất là bình thường thôi. Mình lại xuống, rồi mình xòe tay. Cũng giống như quý vị mặc áo tràng đó. Quý vị mà ngồi xuống là nhớ là mình không có ngồi trên cái áo. Mình dở cái vạt áo sau ra. Dở luôn cả cái áo trong giặt hò mình mà ra, để mình chi mình không có ngồi trên cái áo. Thì khi mình không có ngồi lên cái áo á, thứ nhất là nó không có bị tê. Tại vì mình ngồi hồi thì những cái lằn áo đó nó làm cho mình bị tê chân mau hơn. Mình ngồi như vậy, mình ngồi trên gối không tê là một. Rồi cái thứ hai là cái vạt áo nó dài, nó sẽ đủ che người mình lại. Và mình cứ dở cái áo rất là nhẹ thôi. Không cần phải
Rồi cái bà ngồi sao là bà ghim mình rồi đó. Mà nếu mà lỡ cái áo nào mà không giặt nữa, quơ vô mũi của cái người ngồi sau là bắt đầu hạnh phúc lớn rồi đó. Cho nên mình chỉ cần dở cái vạt lên, dở nhẹ thôi, rồi bắt đầu mình ngồi xuống. Ngồi xuống bắt đầu mình mới chỉnh, lấy cái tay mình ấy. Hoặc là ví dụ như trước khi mình xếp bằng á, mình đưa cái lòng, đưa cái tay mình vô cái lòng bàn chân mình, tréo chân mình lên. Có nhiều vị cầm nguyên cái giáo phập một cái nó văng cái áo lên đây, rồi tréo chân, rồi bắt đầu mới kéo xuống rồi. Thợ sở dĩ cái áo này mình mặc là các tổ sau này chế ra, để cho mình đi vào trong cái chỗ mình ngồi á, cho nó trang nghiêm. Ngồi xong rồi lấy cái vạt che chân rồi lại. Chứ thời Phật không có cái áo này. Bây giờ mà nếu mà Phật còn sống bên Ấn Độ, mình mặc cái áo này qua ngày không biết mình tới. Tại vì mình là Á Đông, Việt Nam, Trung Hoa chế ra cái áo này. Chứ người Ấn Độ không có cái áo này. Người Ấn Độ có miếng vải trắng quấn lên người. Mỗi lần vô gặp Phật là người ta lấy cái miếng vải đó người ta phủ lên để tỏ lòng cung kính. Cho nên mình làm tất cả nhưng mà vững chãi và thảnh thơi. Ví dụ như á, thường thường mình lên tụng kinh á, có nhang. Bữa nay mình tới cái chỗ đó người ta không cho thắp nhang. Thảnh thơi, thảnh thơi. Trời ơi, cúng mà không có nhang, khẩn thì sao đây? Tại vì mình quan niệm phải có cây nhang để mình connect. Connect. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng và trong cái ngày đó đông 2.000 người. Cái buổi giảng đó 2.000 người, pháp hội lớn tụng kinh. Trời ơi, tới hồi bày bàn Phật ra, quý vị biết không, tới giờ vô tụng kinh ngó qua không có chuông và cũng không có mỏ. Nhìn lại em còn có cái mỏ của em. Cái Phật tử mà ta phụ trách set up bàn thờ á, lời nói nhỏ, con còn sám hối thầy, con quên mang chuông mỏ rồi sao thầy? Pháp Hòa nói không sao, Pháp Hòa xài mỏ Pháp Hòa. Bà đại chúng biết không, cái ngày đó tụng kinh hạnh phúc, tụng rất đều và rất hay, không có chuông mỏ luôn. Tụng cái đó gọi là tụng vững chãi và thảnh thơi. Vững chãi thảnh thơi. Cho nên quý vị biết không, ví dụ như cái mục đích của mình là tụng kinh, chuông mỏ chỉ là cái phương tiện giúp cho mình gọi là giữ đại chúng tụng cho đều. Nhưng nếu mình rơi vào cái trường hợp không chuông mỏ, mình phải linh động mình tụng kinh. Không phải tụng có chuông có mỏ mới thấu ở trển, Phật mới nghe, rồi Phật xuống Phật ngó ai tụng. Mình ăn chay cũng vậy. Ví dụ lỡ mình đi máy bay về tận Việt Nam mà quên order đồ chay, bây giờ lên máy bay không có đồ chay, họ bưng cái mâm thức ăn mặn đó ra, quý vị ngó vô đó món nào ăn được thì mình ăn. Thậm chí bánh mì sandwich có ham, bỏ ham ra tự nhiên nó chay là bình thường, mà không chừng nó có dính dính còn ngon ngon. Cái đó gọi là vững chãi thảnh thơi. Quý vị hiểu được chỗ bà nói ha. Cho nên mình thật là nhẹ nhàng trong cái việc tu hành. Quý vị nhớ, tu của mình giống như nước lạnh vậy đó. Mình pha nước nào cũng được hết, nước trà, cà phê. Còn khi mà đã thành nước trà thì không thể biến nó làm cà phê. Thì nó là cà phê thì không thể biến nó làm nước trà được. Ví dụ vậy. Cho nên tu rất là đơn giản. Còn những cái thiêu thùa thắt đồ binh là làm cho thêm thôi. Mình tập mình sống như thế nào, ăn là chính, còn ngon dở màu mè là cái đó làm cho hấp dẫn con mắt, thêm cái hương vị. Còn cái no bụng để mình sống là chính. Được như vậy gọi là tu trong vững chãi và thảnh thơi. Pháp Hòa thường hay hướng dẫn đại chúng bốn câu đó: đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Tại vì chúng ta có một cái thói quen
là chúng ta đi rong, đi rong trong cái tâm thức của mình. Ví dụ như ngày hôm qua mình nói trời tôi nôn quá, tôi nôn để ngày hôm nay được sinh hoạt một ngày. Nhưng mà khi mình ngồi vô đây rồi, cái thể là mình lại lo chuyện khác. Thường thường mình có một cái thói quen vậy đó, hễ ngồi ở đây lo chuyện khác, tới chỗ khác lo chuyện chỗ kia. Ít có khi nào mình thật sự là ở đây mà biết ở đây. Cho nên cái trường hợp mà thân đâu tâm đó có bộ hơi khó, phải không? Thường thường là thân ở đây mà tâm ở kia thì rất là nhiều. Cho nên cái mình cần thực tập là thân đâu tâm đó. Thí dụ bây giờ mình ngồi chơi với bạn, mình nói chuyện, mà cái người bạn đó không chú ý tới nghe lời mình, họ cứ nhìn ra cửa sổ à, hay là họ cứ cầm cái phone tai, họ cứ nhìn, họ chat, dạ anh cứ nói đi tôi nghe. Chỉ chừng 5 phút thôi là hình như mình không muốn nói nữa. Tại vì mình cảm nhận là người này không có thật sự ngồi đây với mình. Họ không có muốn nghe mình thì tại sao mình lại phải phí thời gian mình nói. Ví dụ như mình đi tới dự một cái buổi lễ, một cái vị mà tối cao, lớn nhất, người ta đứng lên người ta phát biểu, mình cũng dở cái phone ra mình ngồi, mình gửi message, mình nhắn tin, rồi cái lâu lâu mình cười hỉ hạ trong cái phone vậy đó. Thì ông ở trên ông tưởng đâu ông nói hay, ông ở trên ông nói hay, ông nói hoài, ông xuống. Thành thử ra rồi á, thật sự ra mình muốn đi tới nghe một cái người diễn giả đó, mà rồi mình cũng không thật sự enjoy có mặt cho cái người diễn giả đó. Hay là nói gần nhất là trong cuộc sống của chúng ta, nếu một người bạn trai ngồi với mình, hẹn mình đi uống cà phê, mà anh không có nhìn mình, anh cứ nhìn vô cái phone nè, hỏi anh nhìn gì? Anh đang nhìn hình em. Cô này cô cũng nghe, cô cũng 50% người thiệt ngồi thì không nhìn, phải không? Mà nhìn vô cái phone mà trả lời anh đang nhìn hình em. Thử thử ra mình hay bị dụ khị á. Bây giờ mình cứ nhìn trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hàng ngày chúng ta sống, và bao nhiêu lần trong một ngày chúng ta thật sự có mặt cho cái công việc mà chúng ta làm. I like it, I love you. Chính vì vậy đó mà cái chữ thực tập nó đang rất cần với chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Cái lý thuyết mà chúng ta học một phần thôi, nhưng mà phải chúng ta phải biến cái lý thuyết nó trở thành ra cái điều thực tập, mà chính cái đó là cái mục đích của Đạo Phật. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, và tu là thực hành. Cho nên đối với cái người gọi là hữu sư trí, tức là trí tuệ có thầy dạy dỗ đó, thì trí tuệ đó phải được thực hiện bằng 3 bước: văn, tư, tu. Tiếng Anh dịch là learning, reflecting and practice. Văn là mình nghe, mình học. Tư là mình suy nghĩ. Tu là mình thực hiện. Bây giờ mình nhìn lại, mình tu là mình quán chiếu mà. Thì cái chữ quán chiếu không phải là ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt lại để quán chiếu, hay cần ngồi lấy một cái kiến để quán chiếu. Mà quán chiếu nghĩa là mình có khả năng nhìn lại mỗi sự việc trong đời sống của chúng ta. Ví dụ khi mình ăn cơm, mình có khả năng tắt cái tivi không? Hay là mình mở tivi lên để mình coi nhạc, mình nghe cải lương, mình xem phim Tàu, xem phim Hàn Quốc. Ở trong Hàn Quốc phim là ăn mì gói mút mùa.
Khi mình ăn cơm với người thân, đừng mở tivi. Mình phải ngồi thật sự mình ăn cơm với người đó. Tại vì gì, trước sau gì á, mình chỉ ngồi mình ngó người đó ăn, tức là đem bàn thờ cúng đó. Thành ra cái quan trọng là chúng ta phải có mặt với nhau trong mỗi giây phút. Tại vì bây giờ mình nghĩ một ngày mình được bao nhiêu giờ có mặt với nhau? Không có thời gian. Đi làm một ngày là 8 tiếng rồi, về là nhiều khi mình có lý do là mệt quá tôi ngủ một lát tôi ăn sao, rồi là người đó ăn một mình. Tới khi mình ngủ một giấc, mình dậy mình ăn thì người đó đi ngủ. Thành ra có nhiều khi một ngày, hai ngày và thậm chí một tuần lễ không biết mặt nhau ra sao. Tới hồi ngồi lại, ủa sao lúc này chị ốm nè, lúc này anh mập vậy. Nhưng mà bởi vì sao? Vì chúng ta sống trong nhà mỗi ngày, nhưng hình như mình không có mặt với nhau cho mỗi ngày. Và thậm chí là mình ăn cơm, có người không mở tivi thì mở báo ra đọc. Và thậm chí là mỗi người có một thế giới riêng, là mỗi người có một cái phone, rồi mạnh ai nấy nhắn tin. Nhiều khi mình chụp chung một tấm hình với nhau là mình quăng lên Facebook liền, rồi chừng 2 phút sau là mình bấm vô mình coi coi có ai khen chê gì không, có ai thả tim không, có ai dục bông không. Rồi cái người kia mà nói trời cơm ngon rồi nha, à, cho tôi ăn với cái này, mời qua đây, hì hì hì. Mà mình rất là dễ hì hì với cái người ở trên Facebook, mà cái người đối diện là ăn lẹ đi, ăn lẹ cho tôi dọn. Mình sẵn sàng mình ngồi hàng giờ với cái người ở trên Facebook, nhưng mà hình như cái người đối diện ăn cơm với mình là mình hối ăn cho lẹ, ăn lẹ để tôi dọn. Nhưng mà mình đâu có biết là mình còn thời gian bao nhiêu với người đó. Thật nữa là đã về đã tới, tới ở đâu, tới giây phút này, tới cái chỗ mà anh đang ngồi đây. Có một cái câu chuyện bên có một cái câu chuyện Tây Phương mới kể là có một ông vua nọ đó, ông muốn đi tìm một cái nhà hiền triết để trả lời cho ông 3 câu hỏi: người nào là người quan trọng nhất, việc gì là việc quan trọng nhất, và giờ nào là giờ quan trọng nhất. Thì hôm đó ông nghe người ta đồn ở trên núi Tà Lơn có một hiền triết đang ở trên đó, thì ông đi lên đó để mà ông hỏi. Thì khi lên tới thì gặp đạo sĩ đang cuốc đất. Ông nói: dạ thưa ngài, tôi nghe nói ngài hiểu biết rất nhiều, và những lời của ngài phần lớn là chân lý. Vậy thì xin hỏi ngài, ai là người quan trọng nhất, việc gì là người quan trọng nhất, là giây phút nào quan trọng nhất trong đời người? Thì đạo sĩ không trả lời, tiếp tục cuốc đất. Cho đến khi trời tối, ông vẫn không nghe được câu trả lời. Thì lúc đó ông mới đi xuống núi. Thì trên đường đi xuống núi thì ông bị một cái tên địch bắn một cái mũi tên hành thích ông, và ông té xỉu. Và khi ông tỉnh dậy, ông gặp cái người đạo sĩ đó đã cứu ông. Thì sau khi mà cứu ông vậy đó, thì ông mới cảm tạ và xin xuống núi. Thì trước khi ông đi về thì ông nói là: bây giờ trẫm đây là một vị hoàng thượng. Ông đạo sĩ nói: dạ tôi biết, khi cứu ngài là tôi biết ngài là hoàng thượng. Và thôi bây giờ trẫm đã chờ suốt ngày hôm qua mà đạo sĩ không trả lời trẫm. Và khi trẫm xuống núi thì bị một cái người kẻ thù, một cái thích khách, họ đã bắn trẫm. Và cũng may là nhờ đạo sĩ cứu. Và xin đạo sĩ hãy cho trẫm biết 3 câu hỏi trẫm vừa hỏi ngày hôm qua. Lúc đó đạo sĩ mới nói: hoàng thượng là người quan trọng nhất,
cứu hoàng thượng trong lúc bị thương là quan trọng nhất. Và giây phút tôi nhận ra hoàng thượng đang bị thương và tôi cần phải cứu hoàng thượng là giây phút quan trọng nhất. Trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó đang xảy ra cũng là nhất hết đó. Ví dụ hỏi thầy Pháp Hòa, sáng nay việc gì quan trọng nhất? Em phải ra ngồi đây là quan trọng nhất. Và đang tận hưởng sự có mặt với nhau là quan trọng nhất. Và giây phút này, thí dụ như quý vị ngày mai, quý vị có thể rảnh nguyên một tuần lễ, nhưng mà giây phút này ngày mai không có nữa. Võ chừng nào có, không có bảo đảm. Có thể lần sau Pháp Hòa trở qua, có vị trong này đã không có mặt do một nguyên do nào đó, đi xa, đi Việt Nam, thăm gia đình, hay là có bệnh vân vân, cho nên mình không biết. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tự nhắc chúng ta, tôi đã về, tôi đã tới. Tôi đã về với giây phút hiện tại, tôi đã tới với giây phút hiện tại. Bây giờ mình kiểm lại coi, mình lăn xăng hết một ngày rồi được cái gì? Cũng vậy thôi. Lây hoay cho hết một ngày, một ngày đã hết, lây hoay vẫn còn. Từ lúc mình bé tí hon đến nay già cả vẫn còn lây hoay. Vì vậy mà trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy thật sự cái thực tập của đạo Phật, thực tập chánh niệm, nghĩa là chúng ta có đủ cái khả năng sống an ổn trong những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có. Quý vị thấy là có nhiều khi mình làm gì mình hơi mệt, thí dụ như mình ấy, trời ơi làm biến ghê vậy, giờ phải đi đánh răng nữa. Thỉnh thoảng mình nói vậy đó, trời làm biến ghê vậy, phải ước gì giờ ngủ khỏi rửa mặt, khỏi đánh răng. Nhưng mà thiệt sự ra mình, cái mình ấy, nếu mình không có đánh răng thì mình sẽ bị hư răng và sức khỏe mình nó không đủ, ví dụ vậy. Cho nên thường thường nếu mình có một cái gì đó nó khởi lên là mình cố gắng liền à. Nhất là sức kem dưỡng da bữa tối, vì cái đó là mình sợ già nhất, cho nên chịu khó nhất. Mệt cỡ nào cũng phải ngồi dậy rửa cái mặt rồi sức cái kem đó vô rồi mới đi ngủ. Hay là mình nói một cách khác là mình bệnh, thuốc này cần phải uống liên tục, nếu ngừng một ngày là không được. Hay là một ngày phải ba cử là nhất định mình sẽ không quên. Thì mình hãy sống như mình uống thuốc vậy. Nó cấp, nó cần thiết và nó quan trọng, và chúng ta để tâm cũng giống như là chúng ta phải uống thuốc vậy. Cho nên Đức Phật có nói trong một bài kinh đó, khi khỏe phải nên tu, khi trẻ phải nên tu, khi không có bệnh phải nên tu, khi còn sống phải nên tu. Tại sao? Tại vì mình không có thể đợi được. Cũng giống như là mình muốn đi phơi quần áo thì trong lúc nó nắng phải phơi, chứ nó đợi một chút nữa nó mưa, hay là một chút nữa là mình có thể bận rộn việc khác. Vì vậy cho nên mà cái cuộc sống của chúng ta là cái gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần thiết nhất mỗi ngày, mà trường hợp ăn cơm với nhau, có mặt cho nhau. Chứ ở trong chùa cũng vậy, Pháp Hòa đi giảng hay là đi Phật sự, thì khi nào Pháp Hòa về thì phần lớn Pháp Hòa đều muốn có mặt mỗi buổi cơm chiều với đại chúng. Cái chùa cũng giống một cái gia đình của mình vậy. Mình đi tu, mình đã rời người thân của mình, thì tất cả những thành viên trong chùa chính là người nhà của mình. Và mình ăn cơm, mình ngồi đó, mình có mặt cho đại chúng. Và đôi khi Pháp Hòa nhìn xuống các vị thành viên đang ngồi ăn cơm, Pháp Hòa nhìn mỗi người nhai cơm, nhìn cũng dễ thương.
Và đôi khi mình ngồi như vậy, cái tự nhiên cái trong tâm mình nó một cái cảm xúc nó trào dâng, và Pháp Hòa thấy mình hạnh phúc, và mình thấy người nào trong chùa cũng có cái nét dễ thương. Nhất là mỗi lần khóa tu ngồi ăn cơm, Pháp Hòa hay nhìn qua bàn thấy mấy bác ngồi ăn, mà khi Pháp Hòa thấy mấy bác ăn cơm là mình thương dữ lắm. Tại vì Pháp Hòa thấy rằng mấy bác là những người đã mấy mươi năm với mình, biết mình từ nhỏ tới lớn, mà ngày nay mình một người 40 mấy tuổi, gần 50 tuổi, các bác vẫn còn đây để ngồi ăn cơm với mình, thì tự nhiên Pháp Hòa hạnh phúc. Mà thậm chí ngồi mà mình nghĩ tới cái đó, cái nước mắt mình nó trào ra. Và hạnh phúc, nước mắt của hạnh phúc, nhưng mà trong đó nó len lỏi một cái lo là cái hạnh phúc này nó đang dần không có nữa. Cho nên khi mình thấy mình ngồi ăn với một người lớn tuổi, mình biết rằng cái người đó sẽ không còn với mình được bao lâu. Nói như vậy không phải để mình đau khổ, mà chúng ta biết trân quý cái giây phút mà chúng ta đang có mặt với nhau. Ngày hôm qua đi ra phi trường thì có một cái gia đình, cái em này không có biết Pháp Hòa tới. Thì giây phút cuối cùng không biết làm sao mà gia đình biết được Pháp Hòa đã tới Brisbane, thì gia đình tranh thủ chạy ra phi trường để chờ, để gặp Pháp Hòa, để mà bày tỏ cái niềm vui là được gặp trực diện. Thì cái người con trai út trong gia đình mới vừa học xong lớp 12, thì em nó ngồi nó nói chuyện với Pháp Hòa, nó cứ lắc đầu, nó không thể believe là nó đang ngồi bên cạnh thầy, nó nói chuyện với thầy. Vậy nó không nghĩ tới là nó sẽ có được cái cơ hội này. Cái thì cuối cùng nó mới hỏi Pháp Hòa một câu: tôi thường hay buồn một mình, và cái buồn của tôi là tôi sợ một ngày nào đó mọi người xung quanh tôi sẽ xa tôi. Nó nói tiếng Anh. Thì Pháp Hòa mới nói cái điều du sợ là đúng đó. Nhưng mà trong cái thực tập của Đạo Phật á, là khi chúng ta nhận diện ra cái điều đó nó sẽ đến chưa được, chúng ta phải làm gì trong khi nó còn có mặt. Cái này mới quan trọng. Tức là mình nhận diện cái vô thường là được, và chúng ta đang sống như thế nào để trước khi nó thật sự nó xảy ra. Cái này là cái good intent. Khi mình biết nó sẽ hư thì chúng ta phải làm gì dụng nó trong khi nó chưa hư. Mình chưa bệnh thì phải sống như thế nào, ăn uống như thế nào để cái bệnh nó lâu tới chứ không phải nó không tới. Hay là nó đã tới thì chúng ta phải biết như thế nào để cái bệnh đó nó đừng có tăng trưởng. Chánh niệm là vậy đó. Thí dụ như mình tưới hoa, nó nước nó quá đầy, dừng đi, có thể ngưng 2 ngày không tưới để cho nó rút bớt cái nước trong cái bình này. Rồi cái thì mình cứ tưởng là nước đầy vậy thôi, khỏi tưới. Không đâu, 5 ngày sau mà không tưới nó héo. Cho nên có những lúc phải dừng đừng tưới nữa, vì nó đã quá đầy. Có những lúc phải tưới thêm vì nó khô. Và có những lúc không thể chỉ tưới trong cái nước, mà phải có cái chai spray cái nước nó lên, cho cái nước nó làm tươi nhuận cái mặt. Cuộc sống chúng ta cũng không khác nào chúng ta tưới hoa vậy. Hay là chúng sao thân chăm sóc bản thân và người thân chúng ta cũng thế. Thí dụ mình quá no thì phải ngưng, đâu có ăn nữa. Hễ đói thì phải ăn thêm. Mình chăm sóc bệnh tiểu đường của mình đó, lúc nào trong giỏ cũng có viên kẹo. Lỡ mà nó xuống đường, nó biểu tình đó, thì mình ăn kẹo lên để cho nó gì, nó đường nó quân bình. Mà trong khi nó bình thường mà ăn á thì nó đường tăng. Cho nên không tu mà làm đường tăng rồi. Hồi xưa ngày đường tăng là mình khéo khéo mà ăn đường nhiều là đường tăng. Có khi người ta kêu là đường lên,
mở đường lên là sắp sửa lên đường. Chứ cái bệnh tiểu đường nó không chết người. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết điều chỉnh cái mức đường ở trong ta, trong máu của ta. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta có những lúc nó buồn thật là buồn, có những lúc nó vui thật là vui. Chứ những lúc nó chán ơi là chán, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn. Có những lúc nó như vậy. Nhưng mà nó chỉ là những cái trạng thái vô thường của tâm thức. Mình học cái đó đó là mình học giáo lý đó. Vì Phật dạy là thân bất tịnh, tâm vô thường. Thật ra có những lúc cái tâm mình nó buồn, có những lúc nó vui. Mà tất cả mấy cái đó chỉ là những trạng thái cảnh duyên bên ngoài thôi. Cho nên mình trở về được với chính mình thì mình giữ được cái mức quân bình. Như mình ăn đường mà nó quân bình vậy, hay là như muối trong người mình nó quân bình, nó không bị cao mạo. Cái chữ mà tôi đã về, tôi đã tới, hay là đã về, đã tới, nó rất là sâu sắc. Và nó cho chúng ta thực tập đủ cách ở trong cuộc sống chúng ta, từ cuộc sống giữa con người với con người, từ cuộc sống vật chất cho đến cả tâm thức của mình. Ví dụ mình buồn thì có nhiều người ta buồn, ta biết làm gì, người ta đi ăn. Cho nên có một cái dạng bệnh đó, con người càng depressed là con người càng mập. Tại vì buồn quá không biết làm gì là ăn. Mà ăn mà trong khi buồn là nó khó tiêu hóa. Cho nên ăn vô bao nhiêu nó giữ là hết. Và nó phát phì. Và càng phát phì nó càng bệnh. Càng bệnh nó làm càng mình càng khổ hơn. Tại vì việc này chưa giải quyết mà bây giờ thêm cái bệnh, nó trầm mình xuống. Cho nên Phật dạy rất hay: cái này có thì cái kia khó, cái này sanh thì cái kia sanh. Do cái này phát sinh cho nên cái kia nó phát sinh. Ví dụ như do buồn mà đi giải buồn bằng cách là đi vào trong chơi đánh bài, ví dụ vậy đó. Thì trong khi mà chơi đánh bài như vậy, mới đầu mình định giải buồn, ai ngờ đâu buồn không có giải mà hết tiền. Khi mà bắt đầu hết tiền mà bây giờ ghiền, tiền thì hết, buồn thì còn, mà sanh thêm cái bệnh là bệnh ghiền. Rồi khi đó bắt đầu mới đi ăn cắp, ăn trộm, nói dốc, nói láo để giải quyết những cái cơn ghiền của mình. Thành thử ra từ cái khổ này nó lây sang những cái khổ khác. Cho nên cái này có là cái kia có, cái này sanh vì vậy cái kia sanh. Và cái thực tập của chúng ta là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta giữ được cái nguồn tâm an tịnh của mình. Cho nên trong nhà Phật có câu: bình thường tâm là đạo. Đạo là gì? Đạo là khi nào chúng ta có một cuộc sống bình an, bình thường, đừng có bất thường. Mình không cần phi thường thì cũng không cần bất thường, cứ giữ bình thường. Bình thường là gì? Đói ăn, mệt ngủ. Mình không cần giàu nhưng mà tháng nào cũng đủ chi phí là mừng. Bây giờ giữa cái đủ và cái thiếu, mình muốn cái nào? Không, không, vì cái phước mình không có, cho nên đừng đặt vấn đề dư. Vì cái quan trọng là giữa đủ và thiếu, mình muốn cái đủ hay muốn cái thiếu? Ai cũng muốn đủ. Muốn đủ nghĩa là quân bình. Thí dụ mình nè, tôi không cần cường tráng như thanh niên, tại giờ tôi 70 rồi, nhưng tôi không muốn bệnh tật. Ngày nào sức khỏe ăn được, ngủ được, cơ thể mỗi ngày tốt như thế này, mừng. Vì cái tuổi 70 rồi, theo như người ta là 5 năm 6 tháng 7 ngày. 50 tuổi còn dám nói năm, 60 tuổi còn dám nói tháng, 70 tuổi dám nói ngày thôi. Mà tới 80 tuổi là nói gì? Nói giờ. 90 tuổi là nói phút. Hơn 90 tuổi nói giây. Cho nên 5 năm 6 tháng 7 ngày. Ai mà bây giờ hơn 70 mà ở tới hàng 8 rồi là cái đó là bonus. Phật ngày xưa cũng có 80 tuổi à.
Mình bây giờ mà qua tới tấm 2, tấm 3, tấm 4 mà còn được như thế này là biết là một món quà bonus. Cho nên đã về đã tới, mình có thể mình viết cái câu đó ra như một câu thiền ngữ, như một câu mật chú, để làm sao nhắc nhở mình luôn luôn mình trở về được, đừng có đi quá xa. Tại vì mình không biết được sức khỏe của mình, cho đôi khi mà mình cuộc sống mà nó càng nhiều những cái mà nó lôi mình á, thì cái sự mà định tĩnh của mình nó khó. Thật sự ra ngay thời buổi này tu là đã một cái khó rồi đó. Ngày trước là không có phone, là không có cái gì để hấp dẫn mình hết. Ngày trước không có tivi, không có phone, không có Facebook, không có internet, không có YouTube. Bây giờ mà một người nào mà có cái phone là có tất cả, có thế giới nằm trong đó đó. Thành thử ra rất, không phải là mình sai, nhưng mà ở cái chỗ là mình khó thắng được những cái giây phút mà mình cần yên tĩnh. Tại vì nó cứ sờ sờ trước mặt, nó cứ ngoắt ngó mình hoài. Thật tự trở lại với sự tu tập khó lắm chứ không phải giờ. Trở thời buổi này mà người nào mà còn định tĩnh trong sự tu tập là cả một cái sự công phu nỗ lực. Cũng giống như các con của mình đi học, nó ở một cái xã hội mà đầy đủ những cái sự khuyến dụ nó, mà nó vẫn tiếp tục, nó còn học hành, nó còn bên cạnh mình, thì quả thật là một cái điều tốt. Nhưng mà nó lỡ nó sa vào những cái đó thì cũng không trách được nó, bởi vì cái môi trường nó là như vậy. Chúng ta chỉ còn một cách là làm sao ôm ấp tiếp nhận nó, để trợ duyên cho nó vô trong cái đường rầy, cho nó đúng được giây phút nào hay giây phút đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng á, có một cái đoạn á, Ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu chúng sanh ra rồi, nhưng mà cuối cùng sao? Chúng sanh trở vô lại, làm nhọc lòng cho Ngài Địa Tạng. Quý vị nhớ câu đó không? Thì quý vị biết Ngài Địa Tạng là ai không? Ngài Địa Tạng là mình đó. Ngài Địa Tạng là mình đó. Mà Ngài Địa Tạng cũng là cái tâm của mình đó. Có đôi lúc đó, ăn năn hối hận dữ lắm, rồi thôi tôi tu à, kỳ này tôi tu miên mật à. Nhưng mà đâu chừng tuần hai tuần à, là bắt đầu cái khác nó lôi ra, cái là nhảy ra lại. Rồi Ngài Địa Tạng phải, cái tâm mình lâu lâu cái nó tỉnh dậy, cái là sao em vô lại. Nhọc lòng Ngài Địa Tạng lắm, có phải không? Cho nên Ngài Địa Tạng là tâm, Ngài Địa Tạng là tượng trưng cho một người biết hướng thượng. Vì vậy mà trong kinh mới có câu là Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Thường thường cái tâm mà không biết hướng thiên đường thì hướng đâu? Ngược lại với thiên đường là gì? Địa ngục. Chờ hôm nay mà tâm mà biết hướng thiên đường là một niềm vui. Cho nên câu kinh mới diễn tả cái niềm vui mà tâm biết hướng thượng. Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Đó là những câu diễn tả khi một cái tâm con người biết hướng thượng. Tại sao Phật mà phải khen mà Bồ Tát phải quy y? Vì Phật Bồ Tát ai muốn tu cũng không ngoài tâm. Cho nên Phật phải quy y tâm, Bồ Tát phải quy y tâm. Người nào muốn tu mà tâm chưa được trở về thì vẫn còn rong ruổi. Cho nên chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Ngợi khen Địa Tạng đức vô thượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng. Vì sao có thể làm được việc đó? Trong tay đã sẵn gậy vàng. Gậy vàng là gì? Là tâm kiên cố, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Đó là minh châu. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Tính trượng là tâm vững chắc.
Minh châu là trí tuệ sáng suốt. Người có trí sáng, có tâm vững, nhất định sẽ đi ra địa ngục. Cho nên mình thỉnh thoảng cũng viết xích á, cũng thăm á. Có nhiều khi ngài thăm địa ngục 2-3 trận, thiên đường thì không lên mấy bữa. Tại vì sao phải không? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Tại vì có người trần gian mới có người gây lộn, chứ ở trển rồi có ai đâu gây. Tới người nào mà được lên tới trển rồi là không có, nghĩa là người mà được lên tới đó là đủ chất lượng lắm chứ đâu phải bình thường. Mà đủ chất lượng gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, hoặc không tham, không sân, không si mới ở cõi trển được. Cho nên lên tới đó rồi là đừng hòng có người để gây lộn. Tại vì ai cũng thuần tu mới lên được. Cho nên có một vào hôm rồi có một Phật tử ở Sydney mới hỏi Pháp Hòa đó: thầy ơi, lên cõi cực lạc rồi người ta nói tiếng gì? Pháp Hòa nói: biết có lên trển được không mà lo nói tiếng. Và còn như nếu như mà mình lo là mình lên trển không biết nói tiếng gì cũng không cần phải worry. Tại vì nếu Phật Di Đà chấp nhận sponsor mình lên đó thì Phật phải chịu trách nhiệm mở lớp dạy ESL. Phật như thể mẹ tìm con, con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Những cái đoạn kinh đó nó chỉ để diễn đạt một cảnh giới an lạc. Khi mình sống được cái tự sự an lạc đó rồi đó, là cái ân oán nó không có là ân oán nữa. Tại vì mình thôi, mình quy định cái này là ân, cái này là oán, chứ thật sự ra mọi việc nó là bình thường. Tại vì mình quy định cái này là xấu, cái này tốt. Chứ ví dụ như nè, bây giờ á, mình đưa một đứa nhỏ một ly nước ấm cho nó uống, thì cái người mà người ta không đồng ý, ta nói trời sao ác quá vậy, cho đứa nhỏ uống nước nóng. Nhưng mà thật sự nước nóng cũng đâu phải là nước độc, chẳng qua là nếu uống thì phải thổi thôi. Thì cái người mà không đồng tình thì thấy ly nước nóng cho một đứa nhỏ là ác. Nhưng mà thật sự nước nóng nó không hề có độc tố hay có ác gì trong đó. Cho cái người mà sống như một trạng thái không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Chữ già chết luân hồi là gì? Là khổ vui đắp đổi cứ ngày nào vậy. Còn cái người mà ta sống được cái trạng thái của thiên đường, của niết bàn, là tâm họ bình lặng. Vì họ thấy cái gì nó cũng bình thường. Cho nên bình thường tâm là đạo. Người ta hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng: thưa ngài, thế nào gọi là tu đạo? Thì ngài trả lời: bình thường tâm là đạo. Nhưng mà thường bây giờ mình nghiệm lại coi, một ngày mình bình thường nhiều hay bất thường nhiều? Đa số là bất thường. Mình bất thường từ cái cách nghĩ của mình. Mình bất thường từ cái cách, từ cái suy nghĩ đó, nó dẫn tới lời nói bất thường. Ví dụ như á, mình chưa bao giờ xác định là người đó đang cái gì với mình, nhưng mình nghe người ta nói thôi. Mình nghe người ta nói mà người đó, cái người kia có nguy cơ hại mình, thôi là mình gặp họ là bắt đầu mình nói móc, nói méo, nói xa, nói gần. Thí dụ người ta nói: chị biết không, trời ơi, tôi thấy chị đi chơi với cái anh đó ha, cái chị đó ha, ở sau lưng chị ha, nó nói xấu chị quá trời luôn, nó chỉ giàu mà ỷ rồi ha. Cái lần sau gặp ta, thôi tôi đâu có dám, mắc không, ta nói tôi giàu mà ỷ. Mà mình không xác định cái gì hết. Thì tự mình nghe một cái điều đó, rồi mình lại sống theo những cái đó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là: chỉ khi nào mình viễn ly điên đảo mộng tưởng, chừng đó mình mới thật sự có cứu cánh Niết Bàn. Niết Bàn chúng ta có. Niết Bàn là gì? Khi tâm không còn mọi khổ đau phiền não là Niết Bàn. Có giây phút nào mình được vậy không? Có. Nhưng mà chưa có cứu cánh, chưa có rốt ráo, chưa có viên mãn, chưa có trọn vẹn, chưa có 100%. Toàn là Niết Bàn bạc tham.
không có nước niết bàn phun thành. Vì vậy cho nên đối với Đức Phật, Ngài vẫn sống như chúng ta, Ngài vẫn đi khất thực như chúng ta, Ngài là người mỗi ngày đi ăn buffet, ôm bình bát ra ngoài phố, đi từng nhà. Một là không bao giờ nhìn địa chỉ để biết nhà này giàu. Hai là không nhìn cái người cho, không phải khi rễ người ta, không phải khi dễ người ta, mà để đừng dính mắt với thí chủ cúng dường. Tại đa số chúng ta để ý, trời, cái cô này nè nấu món này ngon lắm nè, lần sau nhớ ghé đường này nữa nè. Cho nên khi mà Phật ôm mình bát, Phật đi khất thực, là cái cách của Phật dở bát là Phật không có dở như thế này, mà Phật dở ngược lại. Cái nắp Phật, ví dụ một cái ba cái nắp vậy nè, Phật dây cái nắp vậy nè, để chi biết không? Che cái tầm nhìn của mình, để mình không nhìn coi ai để cái gì trong cái bát đó. Còn kiểu của mình là phải ngó một cái. Mình nhìn để chi biết không? Để mình hấp dẫn cái món ăn. Chà, trưa nay ngon nha. Rồi xong rồi mình nhớ luôn cái Phật tử cúng á, mình nhớ luôn cái người cúng. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á, như con ông hút mật, chỉ hút mật của ông mà không làm hại hoa. Tỳ khưu đi tới xóm làng nhà cửa của Phật tử, nhận thức ăn để nuôi thân mà không làm tổn hoại tính tâm của Phật tử. Nghĩa là nhiều khi mình nhận cái đó, nhưng mà cái cách hành xử của mình thiếu cái tế nhị, thiếu cái chánh niệm, có thể mình làm người ta buồn do sự khen chê của mình. Người ta lòng thành người ta dâng, nhưng mà mình không hưởng cái đó bằng cái tâm thành, mà mình hưởng theo kiểu thế gian là ngon dở khen chê. Và chính vì vậy ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Mà đại chúng cứ nghĩ á, thí dụ như là một cái tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá, mỗi ngày ai đi ngang quẹt một cái, thì chỉ cần một cái quẹt thôi, thì lâu ngày cái miếng gỗ đó nó cũng bóng loáng cái chỗ đó, nó mòn cái chỗ đó. Thì có hai chuyện. Một là mỗi ngày chúng ta chịu khó chùi cái tâm ngày một cái thôi, thì lâu ngày chỗ đó cũng sáng lên. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta mỗi ngày quẹt theo cái cách negative, thì cái kiểu này có ngày cái tượng nó cũng hư. Mình đâu có cái gì mà lớn lao đâu, chút chút vậy đó. Cho nên một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Cuộc đời nó có ri với rứa à. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Ri là như vậy á. Cho nên cái tu tập của chúng ta, mỗi ngày chúng ta rất cần cái giây phút tĩnh lặng, 15-20 phút tụng kinh ngồi thiền, làm gì cũng được hết á. Phải có cái khoảng thời gian đó để mình hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu là gì? Đưa cái tay mình xuống, đặt cái tay mình xuống trong sự thực tập. Thường thường người ta nói hạ thủ, tức là đưa cái tay mình xuống để chặt. Nhưng mà đây là hạ thủ công phu. Đó là những từ mà chúng ta thường dùng cho sự tu tập của chúng ta. Và làm sao chúng ta có mặt với nhau, để chúng ta không có lãng phí, đừng để mình phải hối hận. Một á, con người mình á, một là đừng bao giờ làm điều sai, hai mà lỡ sai thì hối hận, ăn năn. Nhưng mà cái điều ăn năn là tốt, nhưng mà không thể để nó tiếp tục
để rồi mình cứ phát nguyện ăn năn mà chưa bao giờ thật sự có năng để ăn. Thôi thì hôm nay buổi sáng này, sự thực tập của chúng ta là nhân cái ngày rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Cái lễ này nó thật sự không có nằm trong truyền thống Phật giáo. Đây là cái lễ của nhân gian. Ý muốn nói đây là cái mùa thu hoạch. Và những người thu hoạch được sau cái mùa, cái khoảng thời gian này là cái mùa thu hoạch, thì người ta sẽ làm một cái lễ để tạ ơn trước khi bắt đầu vào một cái mùa khác. Và người ta sẽ bắt đầu lại một cái trồng trọt. Cho nên khi thu hoạch thì người ta bày tỏ sự biết ơn. Đối với đạo Phật, thượng quân, trung quân, hạ quân tượng trưng cho ba thời kỳ của một con người. Chúng ta cũng có thanh niên, trung niên và lão niên. Đó là ba thời của một kiếp người. Một ngày chúng ta cũng ba lần: sáng, trưa, chiều. Một tháng: đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm: đầu năm, giữa năm, cuối năm. Như vậy thì trong cái truyền thống đạo Phật, nếu chúng ta nương theo thế gian cúng rằm Hạ Nguyên, cũng không ngoài mục đích là hướng dẫn chúng ta hãy nhận diện ba thời kỳ của một kiếp người. Như ba buổi của một ngày, như ba lần của tháng. Có thể ngồi đây chúng ta đủ ba thời kỳ. Có những người đang thượng nguyên, có những người trung nguyên, và có những người đang hạ nguyên, downhill. Nhưng mà dù thượng trung hạ gì, quan trọng vẫn là cội tâm an bình. Người trẻ mà không bất an thì cả đời người trẻ cũng khổ, người xung quanh cũng khổ. Người trung niên mà khổ, người xung quanh khổ, người chính bản thân khổ. Người già mà khổ thì những giây phút cuối đời cũng khổ, rồi làm cho con cháu người xung quanh cũng khổ. Thế thì làm lễ Hạ Nguyên, tụng kinh cầu nguyện. Thì chữ cầu nguyện đó là gì? Là ước nguyện cho chúng ta có được một sự bình an bằng sự thực tập của chúng ta. Và nhắc chữ nguyên để nhắc nhở chúng ta ba thời kỳ. Thôi anh biết anh ở thời kỳ nào mà anh cố gắng. Nếu anh đang ở thanh niên thì nhớ rằng anh còn một khoảng thời gian dài. Đó là mình nói theo cái lý bình thường, chứ còn nói theo vô thường là không có bảo đảm à. Còn nếu theo cái lý bình thường là anh là một thanh niên còn trai trẻ, một thiếu nữ còn trẻ, thì phải cố gắng giữ con đường này cho nó trong sáng. Nếu mà đạt trung niên thì phải nhớ rằng anh đã qua hết một chu kỳ rồi, anh nhìn lại anh được cái gì trong một chu kỳ qua. Và sắp sửa đây anh đang chuẩn bị dần xuống núi để thành một người lão niên. Anh đừng phí khoảng thời gian này nữa, vì một thời kỳ thượng quân đã qua mà anh nhìn là anh không được gì hết thì anh còn cơ hội của trung niên. Còn Hạ Nguyên là tuổi lão già rồi, nhìn lại hai thời kỳ qua hình như mình không được gì hết, thì phải cố gắng những giây phút cuối đời này chúng ta còn được một chút gì cho nó vui vẻ. Mình không còn khiêng gạo nữa đói nữa đâu thì thôi cầm chổi quét nhà, mình vẫn có chuyện để mình làm mà. Mình không còn phải bươn chải để nuôi con, để dành tiền cho con nữa, cầm sâu chuỗi niệm Phật hồi hướng công đức cho con. Mình không còn để là tiền của được cho con nữa, hãy ráng tu tập để lại cái đức, cái đạo cho con. Thì con cái nó nhìn cái hình ảnh mẹ tu, bà ngoại, bà nội đang tu, thì nó sẽ nương theo cái hình ảnh đó nó tu tập. Cho nên già rồi không còn gì cho được con cái đâu, mà thậm chí có tiền của cho nó chắc gì nó giữ đủ, mà thậm chí nó còn nói nhiêu đây đâu đủ. Thì chỉ có một cái chúng ta cho thôi, đó là tình thương và đạo đức. Vì sao? Vì cái đó là cái kế lâu dài nhất.
mình để lại cho con tiền của tích, tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tắc năng thủ. Tích là chứa, tích di tử tôn để vàng kim, tích kim dĩ di tử tôn để vàng lại cho con cháu, chắc gì nó giữ. Chỉ có một gì, tích cái âm đức. Đây là trường cửu chi kế, đây là cái kế lâu dài. Cho nên á, dù cuộc đời có thịnh có suy, cái lòng ta vẫn không có suy thịnh theo nó, bởi vì cái sự định tĩnh của mình có được. Mà cái lời nói đó chính là lời nhắc nhở của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Trước khi Ngài mất, Ngài đã nhắc nhở chúng ta: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Sự thịnh suy chẳng qua là một giọt nước đậu trên đầu cỏ thôi, nắng tới giọt sương tan. Thì thịnh cũng chắc chắn gì thịnh lâu đâu, suy cũng chưa chắc suy lâu đâu. Quan trọng là cái tâm mình thấy được rõ thịnh suy chỉ là những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Và cái quan trọng là thấy, chúng ta có được cách nhìn đó để chúng ta vững chãi đi tới. Một con cọp không ai có thể tới gần nó băng bó vết thương được. Con cọp khi bị thương, con sư tử khi bị thương, nó chỉ làm một việc thôi, nó đi tìm một cái hang vắng không có người, không có những con thú mà có thể hành hung nó, lợi dụng khi nó bị thương hành hung nó. Nó đi tìm chỗ đó, nó nằm im để cho cái vết thương tự lành. Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng những lúc chúng ta cũng cần tìm một chỗ để tự cho cái khổ đau mình nó lắng xuống. Cho nên khi mà hai vợ chồng họ đang buồn nhau đó, họ đang tách ra với nhau đó, họ đang cần thời gian để lắng xuống những vết thương trong tâm họ. Và họ cần thời gian để nhìn lại coi cái mái gia đình đang thật sự đối với họ quan trọng không, để họ tiếp tục gì. Khi mà khổ đau nó áp ấp, nó chồng chất, càng cố sống chung chỉ là càng gây thương tích, vùng vẫy độc tố cho nhau thôi. Mà nếu chúng ta có được cơ hội mỗi người một góc để yên tĩnh một thời gian để mà lắng xuống cũng tốt, chứ không phải là không tốt. Chúng ta cũng phải cần có những lúc yên tĩnh như vậy để lắng mọi khổ đau phiền não của ta. Đâu có, không có ai giải quyết khổ đau được cho mình, bất quá là người ta chỉ nói cho mình nghe cái cách thôi, chứ họ không làm được gì đâu. Mình phải tự người làm mình, tìm cái thời gian nào để làm cho khổ đau đó được băng bỏ. Cho nên Phật có một điều Phật có thể làm và không làm được là gì? Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Giống như người bệnh cảm mạo, cảm lạnh có thể cho thuốc, nhưng mà họ sanh ra họ có tật, có nguyền, làm sao sửa. Cho nên bệnh thì có thể chữa, mà tật thì khó, thậm chí là không nữa. Thì Đức Phật cũng thế, có thể cứu cái khổ của chúng ta, nhưng mà cái nghiệp thì không thể. Vì vậy cho nên chúng ta phải là cái người thực tập để giải quyết cái khổ đau của chính mình. Và thực tập tốt nhất là mỗi người phải tự trở về, nhận diện mình như thế nào để từ đó giải quyết. Thôi mình sẽ dừng ở đây để đại chúng đi sinh hoạt. Bây giờ mình sẽ dùng cơm và tiếp tục chương trình chiều nay. Là sau ăn cơm là phần quy y, quy y xong thì sẽ có phần giải đáp câu hỏi cũng như là cái phần thiền trà. Mời đại chúng nếu hôm nay đã sắp xếp thì ở lại sinh hoạt cho vui. A Di Đà Phật. Bây giờ là 12 giờ phải không? 12 giờ 45. Thì chúng ta ăn trưa xong khoảng chừng, nếu chúng ta cố gắng được thì khoảng chừng 1 giờ 45 mình làm lễ quy y. Vì có một số quý Phật tử ở Adelaide bay qua,
quý vị cần phải ra phi trường sớm, cho nên mình sẽ làm lễ quy y xong rồi chúng ta tiếp tục chương trình của mình là vấn đáp phối hợp với thiền trà hay với đạo Phật. Thầy xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.